Xin được chào mừng tất cả quý vị và các em đến với chương trình đọc văn trên kênh Dân Tộc Ta. Tôi cảm ơn tất cả những bài văn mà các bạn đã gửi đến và tiếp tục hãy gửi đến kênh này. Địa chỉ gmail là thầy giáo làng quê 85 gmail com Hôm nay video này sẽ đưa đến cho các bạn 3 bài văn rất là đặc sắc. Bài văn đầu tiên là bài văn thiên cổ anh hùng. Bài văn thứ hai là bài văn bản chất của thành công và thất bại. Và bài văn cuối cùng sẽ là bài văn xuất sắc của bạn Nguyễn Thùy Dung. Nói về sự ngộ nhận của con người và sau đây thì chúng ta sẽ lần lượt xem từng bài nha. Một bài thi được 9 điểm. Với lời phê ở đây là cách hành văn mới lạ, hấp dẫn, bài văn này có thể là tư liệu quý cho ai đó. Cảm ơn em. Thì chúng ta hãy đọc đề bài nhé. Đề bài: Vào những năm 1410, Lê Lợi tập hợp nghĩa quân ở Lam Sơn, Thanh Hóa ngày nay. Từ năm 1410, ông đã nhiều lần khởi nghĩa chống lại quân Minh xâm lược nước ta do lực lượng còn yếu ớt nên bị quân giặc vây đánh triển miên. Vào năm 1418, Lê Lợi bị dồn vào đường cùng. Lê Lai là một vị phó tướng, đã tự nguyện cải trang Lê Lợi, xông ra đánh giặc và hy sinh anh Dũng. Anh chị hãy tưởng tượng mình cũng là tướng lính trong hoàn cảnh đó và viết lại một bài văn thể hiện sự anh Dũng quật cường của cha ông ta thời kỳ chống quân Minh xâm lược. À đây là một bài văn theo dạng kể chuyện này các bạn này. Kể lại sự kiện lịch sử này thì bạn học sinh nào đó đã làm thế này này, rất xuất sắc nha. Chúng ta hãy đọc và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Bài làm. Xin chào, không ai khác, ta chính là Lê Lai đây. Ấy da. Dạ? Kiếp này ta chỉ là một cu cậu học sinh, nhưng năm 1410, ta là Lê Lai, là một vị phó tướng của vị huynh đệ Lê Lợi của ta. Ấy dạ? <laughs> À thế à ta và lê lợi vốn chẳng phải anh em ruột thịt gì nhưng vì thấy quê hương bị giặc minh dày xéo nên bọn ta đã tập hợp lại. chúng ta xuống dưới huynh trưởng cũng phải mất gần một ngày đi ngựa. ta ở đức giang lương giang còn huynh ấy ở lam sơn lương giang. chính ra ta cũng định tập hợp nghĩa quân một mình để đánh giặc ở vùng đất của ta nhưng nghe danh huynh trưởng lê lợi nên ta đã xin gia nhập. người đời thường so sánh ta với trương phi bên tàu nhưng ta là ta đừng lấy trương phi ra so sánh với ta nếu trương phi gặp ta mà so tài cao thấp chưa biết ai ăn ai đâu ấy à, ghê thế cơ có lẽ hậu thế cũng chưa thực sự biết rõ về lê lai ta hôm nay ta sẽ bật mí để con cháu ta biết nước nam ta biết từ nhỏ ta đã yêu thích võ nghệ cha ta là lê kiều là thầy dạy học anh trai ta là lê lan một người chính trực mạnh mẽ. Ta là con trai thứ hai, sau ta còn hai em gái. Người đời nói ta có tính khí cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả lẫm liệt, cũng không sai. Ta hơi nóng tính một chút, cao 1,88m, nặng 106kg. Ta có thể đánh thành thạo 18 loại binh khí khác nhau, tuy nhiên, cũng giống huynh trưởng Lê Lợi, ta thích dùng kiếm nhất. So với thanh kiếm thần thuận thiên kiếm thì gươm của ta cũng chỉ kém hơn 2 cân, 16 kg mà thôi. Từ năm 1410 đến 1417, chúng ta đã đánh quân mình nhiều lần, nhưng chủ yếu là đánh lén vì quân ta thời đó đang còn yếu. Tuy nhiên, vừa đánh vừa chạy nên cho dù tiêu diệt được số kẻ thù còn nhiều hơn cả nghĩa quân của mình, nhưng vẫn chưa dám đánh lớn vì quân minh ở Thăng Long rất đông, gấp 10, 20 lần quân ta Đầu năm 1416 huynh thứ là Nguyễn Trãi, lúc đó hơn tôi 10 tuổi, nói với Minh Công rằng Ta cần trận đánh lớn cho sau này, chứ không đánh lẻ tẻ mãi được. Thế là huynh trưởng Nguyễn Trãi, chấm chấm cùng với ta, đi lùng sục nhân tài cho đất nước. Đầu tháng riêng năm 1416, chúng ta có được 18 vị hào kiệt, dũng mãnh bao gồm cả văn tướng và võ tướng. Đó là mùa xuân năm Bính Thân 1416 chúng ta đã cắt máu ăn thể sẽ đưa giang sơn của người Đại Việt trở về với người Đại Việt. Chúng ta gồm có huynh trưởng Lê Lợi và 18 vị hào kiệt gồm tôi, Lê Thận, Lê An, Lê Văn Minh, Trịnh Khả, Trương Lôi, Lê Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Ninh, Lê Hiểm, Vũ Uy, Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lê Nhân Chú, Lê Bôi, Lê Lý, Đinh Lan, Trương Chiến. Tại thung lũng, lũng nhai, Chúng ta thịt một con trao mộng, lập hội thể cứu quốc. Mãi bền chặt, mãi trung kiên, cho dù vật đổi sao rời biển cạn núi mòn, chúng ta cũng quyết đưa Giang Sơn này trở về với nước Nam. Cuối tháng 4 năm 1418, chúng ta tổ chức trận đánh lớn ở Mường 1. Thế trận diễn ra ác liệt. Sau nửa ngày giao tranh, quân ta và địch đều thương vong. Nhưng địch thì vẫn thấy tăng cường mà quân ta lại gần hết chi viện nên huynh trưởng ra lệnh rút quân về trịnh cao. Nơi đây là rừng núi âm u, địa thế hiểm trở, dễ phòng bị, khó tấn công. Tuy nhiên cũng chỉ còn một ngày nữa là quân giặc sẽ đuổi đánh tới. Trước tình hình đó, bắt buộc quân ta phải chia hai phe. Một phe phải đưa huynh trưởng Lê Lợi rời khỏi vùng nguy hiểm, lên thượng nguồn núi non, hẻo lánh xa xôi mà xây dựng lại lực lượng. Còn một cánh quân ở lại chặn đánh quân giặc. Lúc đó Lê Lai ta xin chết thay cho huynh trưởng Nhưng huynh ấy lại bảo Như vậy không công bằng cho ta Thật ra sức mạnh của ta trong 18 vị anh dũng thời đó Là ta đứng đầu Huynh ấy chẳng muốn mất ta Nên đã cho Nguyên Trái đi bẻ lấy 18 nhánh cây khô Sau đó cắt bằng nhau Chỉ duy nhất một cành là ngắn hơn nhất Ai rút được cành ngắn nhất phải ở lại chặn giặc Mọi người à, ai cũng hồi hộp Rút cành khô Tôi cũng rút đại một cái thấy cảnh khô này khá dài. Tôi đoán mình không chọn phải cảnh ngắn nhất. Tôi bất giác nhìn 17 huynh đệ còn lại, thấy mọi người đều cầm lấy que củi của mình. Tôi liếc sang trái, thấy Lê Hiểm run cầm cập, mặt tái mét. Tôi đoán Lê Hiểm đã rút phải cảnh ngắn nhất. Lê Hiểm khá dũng mãnh ít hơn tôi một tuổi, nhưng trước nguy nan cũng không giữ được cảm xúc. Huynh trưởng gọi mọi người xòe tay ra xem để kiểm tra, thì ai cũng xòe tay ra, còn mối Lê Hiểm và tôi chưa xòe tay. Tuy nhiên, trước đó 16 que củi khô của 16 vị huynh đệ là bằng nhau hết. Kết luận cành củi ngắn nhất phải ở tay tôi hoặc Lê Hiểm. Lúc đó huynh trưởng liền nói: 16 vị huynh đệ đã rút que của mình, chỉ còn mỗi hai đệ này chưa mở tay ra. Tất cả 16 que này đều bằng nhau, như vậy trong tay của Lê Lai hoặc Lê Hiểm là que củi ngắn nhất. Nếu hai đệ không muốn mở tay ra Thì cũng không sao Giang sơn này ta để lại cho huynh đệ gây dừng lại Ta sẽ ở lại chặn giặc Tất cả huynh đệ ngược lên thượng nguồn Gây dừng lại cơ sở kháng chiến Nói rồi huynh trưởng rút thuận thiên kiếm ra Chỉ lên trời Một tiếng sét vang lên giữa lúc trời quang mây tạnh Lê Hiểm người run cầm cập Nhế nhại mồ hôi Nhưng rất dứt khoát vội đứng phát dậy Giờ que củi ngắn nhất về phía huynh trưởng và các huynh đệ khác nói. Lê Hiểm ta cũng là người cũng biết sợ chết nhưng ta đã theo Minh Công đã lâu. Ta tin Minh Công sẽ giải phóng được Giang Sơn này. Ta nguyện ở lại để sống mãi với bọn dạng Minh. Đây các vị nhìn cho kỹ đây chính là que ngắn nhất. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng sự anh hùng dám xả thân của Lê Hiểm. Tuy nhiên giữa lúc đó ta đã kịp bẻ đi que củi của ta 2 phần 3 và chắc chắn ngắn hơn que của Lê Hiểm. Ta bước ra và nói, Ê, khoan đã, que của ta mới là ngắn nhất. Hãy đem hai que lại so sánh với nhau đi. Khi Nguyễn Trái cầm que của Lê Hiểm lại so sánh thì quả nhiên que của ta ngắn hơn. Sau khi Nguyễn Trái xác nhận que của ta mới là ngắn nhất thì mọi người đều ồ lên và động viên tôi cố gắng. Lúc ấy huynh trưởng ngồi ở phía trên, không nói gì, chỉ lắc đầu. Tôi gióng dạng nói thưa các vị huynh đệ thật ra ta rút được que ngắn nhất cũng là số mệnh và cũng hợp lý ta và các huynh đệ đây như anh em một nhà ai đánh giặc cũng như nhau thôi nếu cái mạng của ta đổi được giang sơn này ta sẵn sàng đổi mười mạng này con người chúng ta trước sau gì cũng phải chết nhưng được hy sinh cho giang sơn là một vinh dự lớn các vị hãy lui về phía sau cùng với minh công xây dựng lại lực lượng cho thật vững chắc ta sẽ đóng giả làm huynh trưởng chặn đánh giặc. Mười năm nữa, các vị hãy trở lại. Nói rồi tôi vùng gươm chém đứt một túm tóc ở sau gáy mình, thề sống mãi với bọn giặc. Mọi người đều quỳ gối khấu đầu trước sự dứt khoát và quyết tâm của tôi. Tờ mờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1418, tất cả nghĩa quân chia làm hai nửa. 500 quân theo tôi, 500 quân theo Minh Công trở về rừng núi, xây dựng lực lượng huynh trưởng trao áo bảo cho tôi và nói đất nước lầm nguy nếu như cứ cùng nhau ngồi một chỗ cùng nhau chờ chết cũng không phải cách hay ta biết đệ cố ý bẻ gáy que củi để gánh lấy phần nguy nan thay cho lê hiểm và nước đại việt này về phần mình thật ra ta biết hết nhưng đây cũng là ý trời đệ lại là người mạnh nhất trong các huynh đệ của ta có đệ chặn đánh giặc sẽ giữ chân giặc được lâu hơn và ngoại hình đệ cũng cao lớn giống ta nhất bọn họ sẽ cố tiêu diệt được đệ vì họ sẽ nghĩ đệ là ta nhưng con đường quay trở về của đệ cũng ít đi nếu đệ tình nguyện xả thân vì nước non thì hãy đi bằng không đích thân ta sẽ đi các đệ ở lại nói đến đây ta gạt tay huynh trưởng ra và nói ta đây không sợ chết thưa chủ công đệ tin huynh cùng với các huynh đệ sẽ thống nhất được giang sơn này chỉ mong sau này khi giành được giang sơn rồi hãy nghĩ đến chút công lao hèn mọn của đệ hãy kể lại cho con cháu của đệ ở đức giang lương giang này rằng họ có một người cha người ông trung dũng kiên cường mạnh mẽ và nói rõ cho họ biết rằng họ là con cháu của bậc trung quân cứu quốc lúc đấy huynh trưởng lê lợi vái trời khấn rằng hỡi trời cao có mắt nay lê lai đổi áo với ta sống phá chiến trường xả thân vì nước non nếu sau này Giang Sơn Thái Bình Ta quên ơn đệ ấy Thì cung điện biến thành rừng núi Ấn Ngọc biến thành cục đồng Gươm thần biến thành dao cùn Nói rồi Lê Lợi chỉ tay lên trời Nói to bốn tiếng Lê Lai cứu quốc Thấy quân thần đều hô Lê Lai cứu quốc Sau khi chia tay huynh trưởng cùng với những huynh đệ còn lại Ngựa xe tức tốc về núi Ta ở lại chặn giặc Nhưng không chờ chúng đến Ta mặc hồng bào do huynh trưởng trao cho khí thế ngút trời, quân ta gồm 508 quân sĩ, hai voi, 48 ngựa chủ động tấn công giặc Minh. Khi chúng còn đang say ngủ lúc 5 giờ sáng, giặc bị đánh bất ngờ, hơn 2.000 quân đang cắm trại, bị đánh tan tác. Quân giặc nghe tin liền cử tướng giặc Mộc Thạnh đem hai vạn quân vào đánh lại ta. Quân ta cùng với Lê Lai ta chỉ có 500 quân nhưng uy dũng như tướng nhà trời. Từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, Chúng ta đã tiêu diệt được hơn 5.000 tên giặc Giặc vừa đánh vừa run Vì tưởng ta là huynh trưởng Lê Lợi Gần 12 giờ trưa quân sĩ ta đã hy sinh quá nửa Vì mệt và đói Lúc này trước mắt ta đều là giặc cỏ Đối với ta thì ta có thể chiến đấu đến gần hết ngày 12 giờ trưa giặc ngừng giao tranh để về ăn cơm Quân ta còn có 216 người Trong đó có một nửa là bị thương và bị thương nặng. Lúc đó, ta đã nói với các huynh đệ: "Hỡi các huynh đệ, nếu ta còn chiến đấu chắc chắn sẽ chết trận 100%. Chiều nay, Liễu Thăng sẽ còn chi viện thêm một vạn tên vào đánh ta nữa. Những huynh đệ bị thương chắc không đánh được nữa, ta ra lệnh cho 30 quân khỏe mạnh hộ tống các huynh đệ bị thương rút quân theo hướng Lâm Phú lang tránh. Số còn lại theo ta sống mãi với bọn giặc này." Thực ra, tất cả đều muốn cùng ở lại với ta, nhưng lệnh ta là Lệnh trời, tất cả phải nghe theo. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 1418, một buổi chiều khói xương hùng tráng, ta cùng với một trăm huynh đệ còn lại đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chỉ với một trăm quân chúng ta đã tiêu diệt được gần 500 tiên giặc. Khi người huynh đệ cuối cùng của ta ngã xuống, ta đã tự hủy hoại dung nhan của mình bằng cách dơ mặt ra trước mũi giáo của giặc để cho chúng tưởng rằng chính xác ta là Lê Lợi và xả múi giáo vào mặt ta. Cuối cùng ta tự kết đời mình bằng thanh gươm của mình Để lại bậc minh quân của ta được chắc chắn an toàn Một số sử sách viết rằng ta bị địch bắt về tra khảo rồi xử trảm Nhưng đó là thông tin sai lệch Ta đã tự kết liễu để mang lại sự an toàn cho huynh trưởng và các huynh đệ Ở núi rừng Lam Sơn Một buổi chiều hè xa trường ảm đạm Thay xác kẻ thù và chúng ta Linh hồn chúng ta được bay thẳng lên quái trời Tứ Thiên Vương Một buổi chiều bi thương ở thế gian Nhưng với chúng ta là vinh quang anh dũng Ngẫm khung cảnh đó Tôi đề thơ rằng Xa trường đã vắng tiếng chống đồng Quân minh tây tả rút về xuôi Đất lâm phú khói trời nghi ngút Tiếng ba quân phút chốc hồng hoang Chỉ còn áng mây thoang thoảng sầu Nở nước non âu cũng đã trả Ly biệt ta kẻ ở người đi vì giang sơn xá tắc oai hùng tạm biệt tạm biệt hết bài luôn Ồ oh. quả nhiên đây là một bài văn thiên cổ anh hùng tôi thật là bất ngờ khi bạn học sinh này đặt mình vào lê lai like. những thông tin mà bạn đưa ra không biết bạn lấy từ đâu khủng khiếp quá các bạn ạ kết thúc có sáng tạo tuy nhiên cần tóm tắt lại ý trong bài bằng lời văn sẽ hay hơn đó là lời phê của thầy cô giáo ai chả quá khủng khiếp lần đầu tiên tôi thấy một cái lịch sử mà được bạn này tái hiện nó còn hay hơn cả lịch sử viết trong sách giáo khoa các bạn thấy bài văn này thế nào hãy để lại bình luận của mình xuống phía dưới chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài văn về thành công và thất bại của một bạn học sinh. Câu 1 bài làm. Thành công và thất bại liệu chúng khác nhau ở điểm gì? Sự nỗ lực hay tài năng? Không, kết quả cuối cùng là định nghĩa cho hai danh giới ấy. Mà để đi đến kết quả cuối cùng ấy, con người cần niềm tin thắp lối, dù cho nó sẽ dẫn con người ta đến thành công hay thất bại chứng minh cho tư tưởng ấy ta có câu nói nổi tiếng của robert coley cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính mình một người để thành công không phải cứ muốn là được bắt buộc phải tuân theo quy luật công bằng của tự nhiên có cố gắng đánh đổi bản thân mới đạt được mong muốn và động lực của sự dám đánh đổi hy sinh đó là niềm tin nó có thể khiến con người ta từ nản trí đến cố gắng bằng được và ngược lại niềm tin trao cho người ta cơ hội để nỗ lực vì bản thân cho con người ta biết rằng bản thân đủ sức để với tới mục tiêu của mình niềm tin vào bản thân cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn bản thân đủ ý chí thì có lúc sẽ chạm tới kết quả tương xứng khi bản thân đủ niềm tin vào chính mình thì dù kết quả có thế nào cũng không bị coi là thất bại mà đó chỉ là sai lầm nhất thời. Nếu như hèn nhát sợ gãy chân mà không bước thử thì Edison sẽ chẳng bao giờ cho loài người thấy được văn minh khai hóa thế nào. Khi từ nhỏ không thử nghiệm nữa sau hàng trăm lần thất bại. Những thất bại liên tục ấy không cản bước ông ngừng tin vào bản thân, vào khả năng thiên tài vốn có của mình với điện. Niềm tin xuất hiện không phụ thuộc vào hoàn cảnh, nó đến ngẫu nhiên với bất cứ ai khát khao vươn tới thành công đó có thể là một thầy giáo cụt tay mong được cầm phấn đó có thể là một cô bé cậu bé còn đang đói ăn rét mặc ước mình biết được mặt chữ hoặc có thể là cả trái đất có những người khát vọng làm cho cả thế giới no ấm hạnh phúc bình yên nhưng thứ niềm tin ấy cần được đi song song với lòng kiên nhẫn và khi có niềm tin cần thời gian để nỗ lực cố gắng mới đi đến thành công cần có niềm tin vào năng lực bản thân không có nghĩa đề cao giá trị của mình hạ thấp giá trị người khác như vậy phạm trù giữa niềm tin và tự cao chỉ cách nhau một nấc rất dễ để người ta nhầm lẫn chọn sai hướng đi cho bản thân mình đôi khi niềm tin như một liều thuốc chữa lành xoa dịu đi tâm hồn chịu áp lực tinh thần kéo họ dậy khỏi hố sâu lo lắng sợ hãi nhưng sau cùng bản thân có niềm tin vào chính mình không mới là cơ hội để thành công khi ấy nỗ lực của chúng ta được đẩy lên cao trào sức mạnh tiềm tàng cũng vì thế mà bộc phát giúp chúng ta tiến nhanh và bền bỉ hơn với mục tiêu của mình tự nhiên niềm tin lại cũng là một liều thuốc bổ hỗ trợ tăng cường ý chí cho bản thân làm cho đích đến không phải là nỗi lo sợ mà đó chỉ là thử thách sự cố gắng kiên trì ngược lại nếu lý trí con người không có niềm tin vào bản thân thì việc chạm tới thành công hay không không quan trọng người ta chẳng thấy được lý do cơ sở nào để bản thân họ tiếp tục vượt qua hết trong gai khó khăn để tiến tới thành công mất đi chiếc đòn bẩy niềm tin ấy chúng ta có thể mất động lực hoài nghi bản thân như vậy chắc chắn sẽ không thể chiến thắng được mục tiêu của mình niềm tin thay đổi số phận người ta niềm tin miễn là đủ nhiều cho dù là một cậu bé người do thái sống trong cảnh con người bị tước đi nhân quyền như Einstein vẫn có thể trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Hoặc là cô bé mù với đôi tai không thể nghe như Helen Keller có thể dùng tâm hồn mình lắng nghe, nhìn nhận cả thế giới để rồi trở thành nữ văn sĩ phi thời đại. Chúng ta có quyền đấu tranh cho chính mưu cầu của mình, chỉ là dám hay không? câu hỏi đó được trả lời bằng niềm tin không phải sự tin tưởng vào bản thân nào cũng nhận lại được kết quả như mong muốn ít nhất nó đã không khiến người ta gục ngã trước khi đi đến điểm cuối cùng trái đất hình cầu nhưng vẫn bị lóm nhấp nhô chứ không hề bằng phẳng tương tự như vậy trong xã hội cũng sẽ có những người mất niềm tin vào cuộc sống con người mình suy xét dưới một góc độ khác ta không phê phán họ hèn nhát không lạc quan thì ta cần hướng tới nhìn nhận và chỉ trích những yếu tố bên ngoài tác động khiến cho họ thấy bi quan. Đó có thể là xã hội không tạo được kiện để họ được hưởng đối xử công bằng gia đình người thân xung quanh không tin vào họ, phủ nhận năng lực của họ. Nghị lực phi thường có thể khiến chúng ta vượt lên trên tất cả, không ngại dông báo, mà lao thẳng về phía trước, dám tin vào bản thân mình, làm cho bản thân cơ hội để phát triển thành công. Người có lòng tin mạnh mẽ, người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt thì vượt lên trên những hành động to tát, lâu ra mây acord hết bài. Bài này cũng ok đấy chứ, nhưng mà chưa thấy chấm gì cả. Các bạn có thể để lại nhận xét ở phía dưới nha. Một bài văn xuất sắc của bạn Nguyễn Thị Dung được 9 cộng. Bài viết rất tốt đó là lời phê trước hết là chúng ta hãy đọc đề bài đã. 4. Quan sát bức ảnh sau. Đây là bức ảnh chụp khoảnh khắc con trồn cưới trên lưng gó kiến. Được nhiếp ảnh ra ly mây chụp tại công viên quốc gia Anh. Sau khi được đăng tải bức ảnh trở thành vấn đề gây tranh cái, nhiều người cho rằng chú trồn đang cùng bạn của mình tham gia một cuộc phiêu lưu. Một số người khác lại cho rằng đó là cuộc chiến giữa con mồi và kẻ đi săn em hãy viết bài văn nêu ý kiến của mình về bức ảnh. Thì bạn Nguyễn Thị Dung đã làm thế này này. Bài làm. Bức ảnh chụp là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là nó không phải sản phẩm của Photoshop mà là ảnh chụp tự nhiên nên nó đã gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian dài. Trong bức ảnh là hình ảnh con trồn cưỡi trên lưng chú chim gó kiến một cách ngon lành, không hề gượng gạo hay ép buộc. Theo nhận xét của tác giả Martin Lime thì đó là bức ảnh phi thường, đã có nhiều nhà báo ở Anh tìm đến ông phỏng vấn về hoàn cảnh thời gian chụp bức ảnh. Và ông trả lời rằng đó là khoảnh khắc ông nghe thấy tiếng kêu của cả chú chồn và con chim trên lùm cây. Máy ảnh có sẵn trên tay và ông đã bấm máy khi cảnh tượng chú chim bay ra trên lưng còn có con gì đó bám theo. Ngay lập tức, hình ảnh ấy đã viral. Người ta đồn đại có thế giới thần tiên epic thật sự và họ nói rằng thực sự đó là cuộc sống nơi hoàng dã. Bởi vì bức ảnh quá đẹp, con chim đang bay rất bình tĩnh, còn con trồn đang ôm trên lưng bạn rất thư thái, khoan khoái. Có cảm giác như họ đang trên hành trình một cuộc phiêu lưu nào đó. Bức ảnh rất đã mắt, rất vừa ý con người nên họ đã tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh, bao nhiêu là giả thuyết cho bức ảnh này. Đó thực sự là tâm ý, là chấp niệm của loài người chúng ta chúng ta lấy suy nghĩ, lấy tư duy của mình áp đặt cho động vật, thực vật cho thế giới quan. Thực tế, trong xã hội loài người chúng ta thấy không hiếm các hiện tượng như mặc áo cho chó, mèo, khỉ, gà, vịt, vân vân. Làm nhà, xây cho thú cưng, mua xe cho thú cưng. Tổ chức sinh nhật cho con chăn, hổ, báo, sư tử cá sấu vân vân. Đưa thú cưng cùng đi máy bay dù lượn, lướt sóng vân vân và chúng ta nghĩ rằng suy nghĩ của động vật là y hệt như con người điều đó là sai lầm nghiêm trọng cũng vì không hiểu về động vật mà nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra trên thế giới không hiếm những trường hợp bị thú cưng hoang dã của mình tấn công sát hại ví dụ trường hợp bị sư tử sát hại người nuôi của mình ở limpopo nam phi sư tử ngoạm chủ nhân khi đang biểu diễn ở hắc long giang trung quốc ở bang Ohio, Mỹ, một phụ nữ đã bị chính con chăn thú cưng của mình nuôi bao năm quấn chặt và xiết cổ. Nếu không có lính cứu hỏa đến kịp đầu con chăn thì chủ nhân chắc chắn mất mạng. Dạ. Người đàn ông ở Ả Rập Saudi cũng bị chú hổ thú cưng lâu năm của mình tấn công. Vậy nên chúng ta mới thấy động vật hoang dã là hoang dã. Chúng không phải là người, càng không có suy nghĩ giống người. Tất cả những gì chúng ta gán cho động vật rằng chúng biết suy nghĩ y hệt như chúng ta chỉ là sự ngộ nhận đó chỉ là sự tưởng tượng suy diễn của con người mà thôi quay lại với bức ảnh chủ đề ở đây là một con chồn nó là thú săn mồi nhỏ nó săn động vật nhỏ và chim như chuột thỏ chim nhỏ trường hợp này nó săn tổ chim gõ kiến hoặc săn chính con chim đang mổ vào cây tuy nhiên con chim lại quá to mà nó lại quá nhỏ nên khi ôm được bắt được con chim thì con chim đã tung cánh bay lên. Nó hoảng quá sợ rơi nên cứ thế ôm chặt lấy cổ con chim. Và con chim bay đi. Trên lưng vẫn còn con chuồn bám chặt. Có thể nói chú chuồn đã săn con mồi quá to vượt sức của nó. Bức ảnh này chỉ là con mồi và kẻ săn mồi vậy thôi. Tuy nhiên như đã phân tích, con người đã lấy cái tâm, cái hiểu biết nông cạn của mình để giải thích thiên nhiên. Đó là một sai lầm, một sự khập khiễng từ trường hợp về bức ảnh này ta mới nhận ra một điều nhiều khi trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta nhìn nhận kết luận một sự vật sự việc theo một cách chủ quan phiến diện chúng ta hoàn toàn vô minh khi nhìn nhận sự việc theo góc độ của cá nhân thiếu đi sự khách quan chính xác chúng ta lấy gì mình đang có để chứng minh cuộc sống chứng minh tự nhiên chúng ta lấy cái từ bụng ta suy ra bụng người đây chính là sự chủ quan hạn hẹp của con người với cách nhìn đó sẽ dẫn đến nhìn sai lệch về sự vật sự việc từ đó dẫn đến không giải quyết được vấn đề đi chệch hướng làm chậm tiến độ nhận thức phát triển của loài người nói như các bậc thiền triết đây là sự vô minh trong cuộc sống chúng ta nhiều hình ảnh diễn ra trước mắt cụ thể đấy mà thật sự chưa chắc đã như vậy chẳng hạn bạn thấy một người chuyên đi giao giảng đạo lý là người có danh có phận thậm chí được người ta gọi là đại đức, nhưng bản chất bên trong lại là một nhà kinh doanh tham lam. Một người ăn nói thô lỗ nhưng bản chất lại tốt bụng. Một ngôi nhà đẹp nhưng kết cấu bên trong khá lỏng lẻo. Một chai nước ngọt, thơm ngon nhưng lại có độc. Một cái cây gai góc nhưng ăn vào lại tốt cho sức khỏe, vân vân Và hình ảnh đẹp đẽ. Kia, chú trồn đang cưới trên lưng bạn, thư thái, freedom. Nhưng thực chất nó đang nghĩ Ta mà cắn chết được con vật to lớn này, ta sẽ có thức ăn cả tuần. Vậy đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng như đầu óc mình nghĩ. Trong cuộc sống, nhiều khi trước mắt mình là sự may mắn nhưng lại là khổ đau, mà nhiều khi bất hạnh ập đến tưởng rằng mình sẽ thất bại, lụy tàn nhưng đó lại là mầm mống của hạnh phúc. Người ta nói trong âm có dương, trong dương có âm là vậy. Điều cần nhất với chúng ta là hãy thư thái, bình tâm trước mọi sự vật sự việc trên đời này, hãy dùng tâm trong sáng của mình để nhìn thì mới thấy được chân tướng của sự vật sự việc. Ồ, oh, bài này thì hay quá. Tôi đánh giá cao bài này và tất nhiên thì bài này rất là đúng cái ý đồ của cô giáo và cho 9 điểm cộng. Các bạn cảm thấy bài văn này như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình xuống phía dưới nha. Các bạn để lại một like cho video nha. Và bây giờ tôi sẽ bonus cho các bạn hai bài văn hài hước của các bạn học sinh tiểu học nha. Theo báo Hoa Tiêu thì một bạn đã tả về Trấn Thành như thế này này. Bài làm. Chủ nhật tuần trước em được mẹ cho ra Hà Nội xem hài. Ở đó có rất nhiều bản kịch. Nhưng bản kịch gây cười nhất với em là bản kịch do chú Trấn Thành diễn. Tên thật của chú là Nguyễn Trấn Thành. Chú sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng chú vẫn có thể nói tiếng miền Bắc thuần thục. Trấn Thành có một vóc dáng không đẹp. Dạ. Trông chú hơi thấp. Dáng người hơi mập. Ôi dạ. Ồ, có đúng là chú Trấn Thành không đấy? Trấn Thành đẹp trai mà. Bụng tròn tròn. Trông rất dễ mến. Chú có khuôn mặt tròn, phúc hậu. Với một đôi mắt to. Và sáng. Cái miệng của chú lúc nào cũng mỉm cười duyên dáng. Anh là một người hòa đồng, dễ tính. Ôi dạ. Sao là chú từ đầu nó chuyển sang anh rồi? Mỗi khi diễn, cách nói chuyện của anh thật hài hước Cùng những hành động khiến anh rất được yêu quý Trên sân khấu, Trường Giang thường đóng vai ông già Hoặc các hình thù kỳ lạ khác rất ngộ nghĩnh Ôi da, <laughs> sao đang tà Trấn Thành nó nhảy cóc sang Trường Giang rồi? <laughs> Kiểu gì thế? Em rất yêu chú Trấn Thành Nhờ chú ấy mà gia đình em có những giây phút quay quần đầy áp tiếng cười Ồ. Oh. <laughs> à thế à. Công nhận là các bạn trẻ nghĩ được gì thì viết đấy, nói chung là dễ thương. Nhưng mà có vẻ là chấn thành nghe được bài này có vẻ là không không vui lắm nhỉ. Và nó hơi mập mập tròn tròn thấp luôn thế kia cơ mà. <laughs> à. Còn đây là một bài văn khác thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 tập làm văn tả người kiểm tra viết. Tả một người thân ông bà cha mẹ anh em của em thì một bạn nhỏ đã làm bài làm. Mẹ là người xinh đẹp nhất trong mắt của em. Mẹ có thân hình cao cao, mái tóc đen óng ả, nước da đen xì. Ôi à? gì đấy? <laughs> Khuôn mặt bầu bính của mẹ em là làm em nhớ về những ngày em và mẹ ở cạnh nhau. Đôi mắt đen lấy của mẹ rất là đẹp. Ở trên đôi mắt là cặp lông mày lá liễu tự nhiên. Mỗi khi có điều gì vui là mẹ hé nụ cười tươi cho thấy hàm răng vàng khè. Ôi ôi, ôi sao lại bóc phốt mẹ thế? đều đạn sau đôi môi đỏ thắm nhưng em thấy mẹ lúc nào cũng đánh son vào đôi môi làm mẹ em càng đẹp càng quyến rũ nụ cười tươi tắn đó càng làm cho khuôn mặt của mẹ trẻ trung hàng ngày đưa em đến trường mẹ chỉ mặc áo dày và trắng nhìn mẹ trẻ như mẹ còn mới ra trường vậy tất cả những nét đẹp ở mẹ đã in sâu vào đôi mắt ngây thơ và sự tinh nghịch của em tuy bây giờ em và mẹ đang ở xa nhau nhưng em vẫn nhớ về mẹ chắc mẹ cũng nhớ em ồ oh. em nghĩ mẹ sẽ đón em về sống với mẹ nhanh thôi em tin có một ngày nào đó em với mẹ được sống với nhau mẹ em lúc nào cũng nghĩ sẽ đón em về với nhau hàng ngày mẹ cho em ăn sáng và đưa em đi học chiều thì mẹ đón em về con yêu mẹ rất nhiều vì mẹ đã lo lắng cho em từ nhỏ đến bây giờ lúc nào em sốt thì mẹ em thức để chăm sóc cho em em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ đã chăm sóc cho em hết bài. Cái bước đầu thì cảm thấy là rất là hài hước nhưng mà phần sau cảm thấy hơi buồn. Và như thường lệ thì phần cuối video là một câu đố rất hay nha các bạn, rất ngắn và rất hay. Đây này. Làm thế nào một người đàn ông cạo dâu nhiều lần trong ngày vẫn có thể để dâu dài? Ai chả? Cái gì vậy nhỉ? À, các bạn suy nghĩ đi Làm thế nào để một người đàn ông cạo râu nhiều lần trong ngày mà vẫn có thể để râu dài Ơi nhỉ à, Sao thế Cạo thật đấy nha chứ không phải cạo giả đâu nha các bạn nhá. Cạo nhiều lần mà có thể để râu dài là thế nào Lạ thật đấy. Các bạn suy nghĩ đi Sau đó viết xuống phía dưới thể hiện cái sự thông minh của mình nha Và đến đây bạn nào quên like hãy để lại một like cho video Cuối video xin được nói câu quen thuộc đó là Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau Và tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần nha Bye bye